Chào mừng các bạn đã trở lại với JBL 2015 mùa xuân cùng với Vietnam Esports TV. Chúng ta chuẩn bị đến với ván đấu thứ hai cuộc đối đầu BO2 giữa Sài Gòn Soccer và Hà Nội Full Louis. Và cái trận đấu vừa rồi giữa hai đội thì đã diễn ra một cách cực kỳ mãn nhãn khi liên tục là những tình huống giao tranh. Mà phần nào đó là bên phía Sài Gòn Joker họ là đội có lợi hơn trong một tình huống triple kill đầu trận đấu của Lovida. Tình huống đấy thôi đã làm cho đường giữa ở bên phía Hà Nội Fullis không thể nào gượng lại được. Và kể từ đó liên tục là những tình huống giao tranh mà Lovida gây được rất nhiều sát thương cho bên phía của Hà Nội Fullis. Và có lẽ khi bước vào trận đấu này thì bên phía Fullis cần phải cấm chọn một cách cẩn thận hơn. Và không biết là vị trí của Shai thì ngoài Thiết Phết ra, anh ta còn đánh được vị tướng nào khác không nhỉ? Rõ ràng là như vậy, bởi vì hồi nãy đúng là bên phía Sài Gòn có chọn Shinra trước đúng không? Đúng là như vậy. Mà khi đã thấy đối phương chọn Shinra rồi mà chọn TF là bạn tự đặt mình vào thấy khó rồi. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải nói rằng ở trong ván đấu đầu tiên, cái khởi đầu của trận đấu Fullis làm rất tốt. Đối phương đổi đường nhưng mà họ đã tập trung lại và họ hạ gục được Lovida ở trong khoảng thời gian đầu đấu. Họ lấy được cả tốc biến của anh ta nữa, nhưng cái pha tai nạn ở đường trên nó lại xảy ra và nó khiến cho mọi cơ hội của Fullis nó trôi đi mất. Bây giờ là cơ hội để cho họ làm lại. Nếu họ vẫn giữ được khởi đầu như ở trong trận đấu trước và không mắc một cái sai lầm hay trở lại gọi là một cái tai nạn lớn như vậy ở khu vực đường trên đó, thì họ tôi tin rằng họ một trận đấu sẽ khiến cho Sài Gòn phải vất vả hơn rất nhiều. Còn cấm và chọn, họ chỉ đổi bên thôi, còn cấm và chọn y như cũ. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy là Corki ở phiên bản hiện tại đúng một vị trí mà không ai dám để hở ra để đối phương có thể chọn trước được cả. Nhưng lần này cấm không như cũ nữa rồi, mà là Shinra của vị trí Lovida đã bị cấm đi rồi. Rất tuyệt vời, Lovida anh ta đã chứng minh rằng anh ta không phải là boy 100, anh ta không phải là chỉ đánh được một con cá nữa. Anh ta buộc đối phương phải cấm hai vị trí đường giữa, tức anh ta đã mở cho đội của mình rất nhiều cơ hội mênh mông luôn. Và bây giờ họ thoải mái lựa chọn đầu tiên của mình ở trong trận đấu này. Hồi nãy bên phía Fullis ở bên phía đội 1, lựa chọn đầu tiên họ chọn an toàn là Janna. Thì bên phía của Sài Gòn Joker, họ tiếp tục lựa chọn, đây cũng là một lựa chọn đặt sự an toàn lên cực kỳ cao, đó là Maokai dành cho Nidwater. Vâng, Maokai của Nidwater khi mà anh ta lên cho mình cái trượng trường sinh và sau đó anh ta băng vào đội hình bên phía Fullis quá dữ dội. Nhưng thực ra cái chìa khóa trong trận đấu trước ở bên phía Sài Gòn Joker lại không phải là những tình huống can thiệp của Nidwater, mà là những tình huống làm choáng Lovida. Để xem nào, Jace còn, Orianna còn, Tree the Fate cũng còn, thì anh ta sẽ sử dụng vị tướng nào không được giữa. Ari vẫn còn. Đây là những vị tướng pháp sư không được đường giữa mà anh ta có thể sử dụng. Còn bây giờ bên phía Hà Nội Fullis liệu có lấy Lee Sin nữa không, khi mà trong trận đấu trước họ đã phải cấm đi Lee Sin trong tay của Safety rồi. Nhưng nếu lần này bên phía Fullis cầm Lee Sin thì không khác gì bảo bên phía Sài Gòn Joker nó cứ mang Javan đệ tứ ra đi. Đấy, như vậy là lấy Javan đệ tứ, không hiểu Violet sử dụng Lee Sin được chết được nhỉ? Chắc không đâu. Nhưng mà vẫn phải nói rằng Javan nó kiếm World đánh được. Đúng. Cái lối chơi của Javan đã trong trận đấu vừa rồi kiếm World đánh rất đúng, đó là bạn phải có sự quyết đoán, bạn phải dấn lên, bạn phải combo thẳng vào giữa đối phương và bạn có những cú đại địa chấn đẹp. Anh ta làm rất tốt cái điều đó, nhưng vấn đề là bằng một cách nào đó thì anh ta lại là người dứt điểm một số nhiều những tình huống giao tranh của bên phía Fullis. Và đó không phải là anh ta cố ý, tôi tin rằng đó không phải là anh ta cố ý, nhưng mà vấn đề là bạn trong một pha giao tranh bạn không thể nào bạn nhường được, bạn nhường nhiều khi là đối phương không chỉ không nằm, mà bạn nằm không ai được gì cả, bạn mất rất nhiều. Thì nó xui cho Fullis là như vậy. Còn nếu như anh ta đánh như hồi nãy và không có cái tai nạn lớn nào xảy ra cả, Javan Mokiwa vẫn sẽ là một con bài chủ chốt của bên phía Fullis. Bởi vì cái khả năng chọn thời điểm lao vào bên phía King of War là rất tốt trong trận đấu vừa rồi. Nhưng bây giờ chúng ta để xem vị trí của Shai ngoài Tree of Fate ta đánh được cái gì. Saigon Joker đã ép buộc cái vị trí của Shai phải đưa ra lựa chọn khác ở khu vực đường giữa này, khi mà chính họ là người lấy đi Tree of Fate dành cho Lodia ở khu vực đường giữa và sẽ thêm cả Lucian trong tay của Prince nữa. Có vẻ như Prince rất vui mừng với hai lựa chọn là Javan với cả Thresh bên phía bên kia, bởi vì sư đánh Janna hay Nami đều tốt cả, nên là ta chỉ cần có Lucian thôi là anh hoàn toàn có thể chiếm lợi thế ở khu vực đường dưới này rồi. Bây giờ đúng là như vậy, bởi vì nếu như mà chọn Mundo thì hơi khó nha. Đầu tiên là khả năng bảo vệ và giữ chân của phía Sợi Cơ rất tốt. Hai vị trí đó là Maokai cộng với lại TF có khả năng giữ chân rất tốt. Đồng ý là Mundo có khả năng giảm kháng hiệu ứng rất tốt, mà anh ta vẫn chỉ là không có tốc biến, anh ta chỉ là đi bộ vào mà thôi. Chưa kể bây giờ nếu như họ bên phía của Sợi Cơ chọn kiểu như là Janna chẳng hạn, Janna hoặc là Nami là những vị trí còn lại ở vị trí hỗ trợ, thì khả năng mà khắc chế Mundo là khá là tốt. Rồi nếu như Javan ụp lòng vào, Mundo làm sao để vào đó đây? Đó mới là vấn đề mà chúng ta đang cần phải nghĩ đến, bởi vì chúng ta có Janna rồi. Janna và Warwick
Tôi không nghĩ là bên phía Mundo có thể vào được trong trận đấu này, và kể cả anh ta có vào được thì Prince chỉ đơn giản là lướt đi. Và có lẽ cái lựa chọn Mundo này nhắm thẳng vào vị trí của Twitterfest là thôi, bởi vì Twitterfest là bị Mundo dí theo đằng sau thì cũng không có cách nào để anh ta có thể gây được sát thương trong giao tranh cả. Thì đây là cái mục đích mà bên phía của Hà Nội Fullest chọn vị trí của Dr. Mundo, nhưng không phải là Janna nữa mà là một vị tướng khống chế rất mạnh ở khu vực hỗ trợ, đấy chính là Alista của sư ở khu vực đường dưới. Ngày cuối tuần trước chúng ta thấy anh ta sử dụng rồi, anh ta sử dụng Alista rất tốt, rất tốt. Cái khả năng combo ở này cũng như cái khả năng quan trọng hơn hết là chọn thời điểm lao vào. Như trong trận đấu trước, chúng ta có thể thấy là những tình huống tốc biến mà án tử đến vị trí của sư là rất tốt. Và khi mà anh ta sử dụng vị trí của Alista, án tử nó có thể trượt, còn Alista bay vào là không thể nào trượt được. Còn Fullest họ có khả năng sẽ khóa, tôi khuyên rằng nên khóa vào Oriana chứ đừng nên là Diane. À thì rõ ràng Oriana. Tôi nghĩ là rõ ràng là Oriana rồi, bởi vì cái đội hình của họ bây giờ mà thêm một vị tướng tay ngắn ở khu vực đường giữa nữa thì lấy gì ra để đẩy trụ? Có một mình Tristan ạ. Vừa nói khóa xong luôn. Khóa thẳng Kassadin khu vực đường giữa. Thực ra thì dùng Kassadin đây không phải là nhắm vào chuyện đội hình nữa, mà là để khắc chế TF. Kassadin khắc chế TF là một điều mà chúng ta đã được biết từ để coi cái giải đầu tiên, mà tôi thấy rằng cái điều đó thể hiện rõ ràng nhất là OGN những mùa đầu tiên, cứ lúc đó TF còn cực kỳ mạnh nhưng mà cứ TF là sẽ bị Kassadin đè đường ở khu vực đường giữa. Thì đó là lựa chọn của Fullest, họ sẽ dùng Kassadin để khống chế TF của Lovida. Còn về đội hình thì thật ra rõ ràng đội hình của Fullest nó cũng không phải là gọi là đẹp lắm cả. Thật sự tôi không nghĩ đó là một đội hình đẹp. Đó là một đội hình mà họ cần phải thắng đường trong khoảng thời gian đầu, hoặc là có những pha giao tranh có lợi, giành được bùa lợi, giành được rồng trong khoảng thời gian đầu. Chứ nếu không thì đội hình này của họ nó hơi bị khó đánh một chút xíu. Rất khó đánh, với cả khác so với mùa giải OGN ngày trước, đấy là Kassadin còn câm lặng. Bây giờ Kassadin không có câm lặng thì Twitterfest làm choáng Kassadin. Khi mà Kassadin lao vào thì Kassadin chỉ có thể đứng ở trong đấy mà thôi, chứ không thể nào làm gì được hơn cả. Sát thương của anh ta dồn vào cũng đã bị giảm rồi, nó sẽ khiến vị trí của Lovida không bị đe dọa quá nhiều ở khoảng thời gian đầu trận đấu. Và thậm chí là ngay cả việc vị trí của Shine ta có lên được cấp độ 6 hay không thì lúc đấy vị trí của Lovida cũng dễ hơn. Kassadin nhảy vào thì đơn giản là sử dụng định mệnh bay ở chỗ khác, hoặc thậm chí là có safety đứng đấy, Kassadin nhảy vào thì cũng chỉ làm bia đỡ đạn mà thôi. Và chúng ta thấy một điểm khác biệt đầu tiên giữa Lovida và Sai khi mà họ chọn TF, đó là cái phép bổ trợ. Và tôi nghĩ rằng Lovida là người làm tốt hơn, chuẩn hơn. Đặc biệt ở trong cái tình huống trận trước, chúng ta hãy nhớ về cặp đôi đó là TF đối đầu với Syndra. Tôi không nghĩ mà có cái kèo nào mà nó lại TF lại cầm thiêu đốt mà có thể đánh tay đôi được với Syndra ở trong cái kèo đó. Nó vô cùng khó, không phải là bất khả thi nhưng mà nó khó lắm. Thì anh ta chọn thiêu đốt không có nhiều ích lợi. Nhưng mà Lovida khéo hơn, và đặc biệt ở TF tôi nghĩ rằng chọn tốc biến và tăng tốc là hoàn toàn hợp lý. Đúng rồi, Dade đã chứng minh điều đó. Rất nhiều người đã thấy Dade thi đấu và họ cũng xác định rằng bạn cầm TF, sự cơ động để bạn bám đuổi và bạn sử dụng bài, bạn né kỹ năng đối phương, bạn tránh sự đe dọa là điều kiện quan trọng nhất của TF. Thậm chí là bạn còn dùng cả Ngọc Tím tăng tốc độ di chuyển nữa mà. Đúng như vậy. Thực ra là nếu mà bạn muốn đánh với thiêu đốt thì bạn phải cầm 3 viên Ngọc Tím tốc độ di chuyển để bù lại cái tốc độ di chuyển là bạn sẽ không có cho mình là phép tăng tốc. Rồi sau đó bạn sẽ phải khởi đầu với cái giày trước. Nhưng trong khi đó Lovida sử dụng cho mình là cái phép tăng tốc này thì anh ta hoàn toàn có thể để giày để lên sau cũng được. Anh ta lên nhẫn Doran hoặc anh ta lên lọ tinh thể để chắc chắn 100% là sẽ không bị đè đường đến từ bên phía bên kia. Và thậm chí là Kassadin ở những cấp độ đầu tiên đâu có đè được vị trí của TF đâu. Nên vị trí của Lovida trong trận thi đấu này anh ta có rất nhiều lợi thế ở khu vực đường giữa này so với người đồng nghiệp bên phía bên kia. Và Mundo thì nãy chúng ta nói rồi, rất dễ khống chế. Còn gặp cả Alista nữa, Alista cộng với Lucian thôi. Khó lắm, đây là một đội hình mà nó sẽ, tôi nghĩ rằng Fullest sẽ phải thể hiện kỹ năng, họ phải dùng kỹ đúng năng là như vậy để thắng Sài Gòn Soccer ở trong trận đấu này. Còn chứ nếu về đội hình thì tôi không nghĩ rằng bên phía của Fullest có một cái lợi thế nào cả trong cuộc đấu này, hoặc là kỹ năng hoặc là Tartarus phải có một chỉ số farm cực kỳ tốt ở trong khoảng thời gian đầu và giữa trận đấu để rồi gánh đội của mình bằng Tristana cấp 18, 6 món đồ và giờ đằng sau. Không thì khó lắm, 2-0 do sợi cơ là tôi nghĩ rằng khả năng rất dễ xảy ra. Nhưng thực ra là Tristana trong tay của Tartarus thì tôi vẫn có ấn tượng một trận đấu của anh ta khi mà anh ta farm rất nhiều nhưng mà anh ta chỉ được bắn một vài tình huống thôi, bởi những tình huống kia anh ta thậm chí còn không xông lên bắn. Thì cái khả năng của Tartarus về farm chỉ rồi lính trận trước chúng ta đã thấy rồi, anh ta
anh ta làm tốt hơn Prince rất nhiều, anh ta hơn Prince đến 100 chỉ số lính, ở gần 100 chỉ số lính ở cuối trận khi mà đội của anh ta là đội bị dồn ép. Nhưng vấn đề ở đây là trong giao tranh thì cái khả năng của Prince lại nhiều hơn. Prince dám bắn ở những tình huống mà nếu mà tôi nghĩ là Tartarus thì anh ta sẽ lui về trong những tình huống như vậy. Thì đó là một điều mà ta, nhưng mà bây giờ Serena cũng khó lắm bạn. Bạn đánh Serena bạn phải canh cái chuyện mà nhảy lên khá là ghê. Dạo gần đây tôi thấy rằng khá nhiều người sau Minas ở Việt Nam là dạo này hay có những màn như vậy. Nhưng các bạn phải để ý là đó đều là những tình huống mà đội của ta đã có một lợi thế lớn rồi. Bạn mới có thể làm cái chuyện bạn cầm Trishana, bạn nhảy thẳng lên bằng cái cú dậm nhảy tên lửa đó để đe dọa đối phương, hạ gục hoặc hỗ trợ, nhảy về hoặc là nhảy tiếp. Thì đó là yêu cầu bạn phải hơn đối phương ở một mức độ nào đó ở trong cái thời điểm đó. Còn không thì nó hơi khó. Mà hãy nhìn đội hình của Sao Hữu Cơ, cái này mà bạn dậm Tristana nhảy lên thì chắc là tôi không nghĩ có đường về đâu. Tôi nghĩ là khỏi về luôn, bởi vì anh ta dậm vào thì không khác gì tặng cho sư một cái cú bỏ húc miễn phí. Nghĩa là anh ta không cần phải đáp đi vào đối phương nữa, mà anh ta cứ nghiền nát một phát là vị trí Tristana bay lên trời rồi. Sau đó đi bộ nhích lên một chút, húc ngược vị trí của Tristana về là Tristana sẽ không có cách nào thoát. Nhưng mà có lẽ là với tầm bắn của Tristana thì việc anh ta băng lên trong những tình huống như vậy là không cần thiết rồi. Người băng lên chắc chắn là vị trí của Javan với cả Kassadin rồi. Còn Mundo tôi nghĩ là sẽ anh ta sẽ nhắm vào những cái vị trí mà hoặc là anh ta phải truy đuổi vị trí của Lovida cực kỳ dữ dội để Lovida không thể tạo được những tình huống làm choáng trong giao tranh. Đó, đây là cách mà bên phía Fulis có thể thi đấu, đó là dùng Mundo để đe dọa TF. Còn bây giờ thì đó, đã phải nhảy trước, tăng cho mình cú nhảy tên lửa cấp độ 1, không khác gì bảo đối phương ở cấp độ 1 hay cấp độ 2 lên hãy băng đi. lên đánh đi. Bởi vì Tristana tầm bắn ở những cấp độ đầu tiên này không vượt trội hơn so với vị trí của Lucian, lại không có cầu máu đến từ cái kỹ năng đạn nổ của mình nữa, thì không có cách nào giao tranh lại với bộ đôi bên phía bên kia. Và thậm chí bộ đôi của bên phía Sài Gòn Joker hoàn toàn có thể đi hiến máu ở những cấp độ đầu tiên, đấy là cứ lao thẳng lên tấn công mà thôi, họ có thể hồi phục lại được bởi kỹ năng đến từ vị trí của Tersu. Trong khi đó vị trí của Starphone Thresh chẳng có cái gì cả. Hai bên di chuyển vào rừng của nhau, cắm mắt ở bùa xanh của nhau rồi lui về. Cách khởi đầu của Safety chúng ta đang thấy ở khu vực bùa xanh. Và một lần nữa chúng ta đang thấy rằng Sao Hữu Cơ có ý định đổi đường. Vừa rồi thì sư đi ngang qua một con mắt. Và rừng của Sài Gòn Joker ở khu vực này nó lại có, đúng là nó có khá nhiều mắt. Thì không biết rằng bên phía của Fulis có đoán được ý đồ đổi đường của bên phía Sài Gòn Joker hay không. Tôi nghĩ là Sài Gòn Joker đổi ra đường giữa. Họ nhìn thấy vị trí của Shine cầm Kassadin mà anh ta lên giày trước, là một cơ hội tuyệt vời để cho vị trí Lucian và vị trí Alista ra đây. Còn gì tuyệt vời hơn nữa khi ở cấp 3 bạn có thể lao thẳng vào Kassadin luôn. Kassadin bây giờ gặp Lucian không làm gì được cả. Ở TF thì anh ta còn có khả năng giảm sát thương phép từ nội tại, nhưng bây giờ Lucian ở đây sát thương vật lý là rất nhiều, anh ta không có lọ pha lê, anh ta lên giày trước. Thôi phen này là đường giữa ở Fulis còn bất lợi hơn gấp mấy lần trong trận đấu trước rồi. Rõ ràng là như vậy. Và chúng ta luôn thấy sợ cái cơ họ hơn Fulis ở cái điểm này, đó là cái khả năng mà phản ứng và dựa trên đội hình của cả hai bên nó đưa ra những pha đổi đường ở đầu trận như này là đang đem lại một chút xíu lợi thế cho họ. Và đó lên giày trước, chứ không thôi nếu mà đoán được thì cầm cái lọ tinh thể ra farm rồi. Thì rõ ràng bây giờ lọ tinh thể thì bạn có thể cấu máu rồi bạn hy sinh. Đấy, lướt lên bắn luôn thế này, cái sát thương đấy không giảm. Cái quy đấy của bạn chỉ giảm cho bạn sát thương phép thôi. Còn đây là sát thương bắn tay đến vị trí của Lucian thì giảm kiểu gì đây. Cái lớp khiên đấy vốn nó đã chẳng nhiều rồi, nó lại còn chẳng có tác dụng gì cả. Và bây giờ anh ta đã bắt buộc phải cắn lên cái bánh quy thứ hai rồi, anh ta có 4 cái chứ mấy. Cắn hết 4 cái là sau đó sẽ phải đi về. Nhưng mà ít nhất là bên phía của Fulis bây giờ họ đang đì Nidwater, phải nói rằng anh ta khô lắm rồi, mà đì gọi dạng là ra tới nước, ra tới ngủ luôn rồi. Bắt buộc phải có sự hỗ trợ, phải di chuyển xuống. Starphone gặp nguy hiểm nhưng ta xuống mới chỉ cấp 1 mà thôi, anh ta chẳng làm được gì nhiều, anh ra dậm lính để kiếm cấp 2. Anh ta đang rất cần cấp 2, nhưng mà điều này cũng đơn giản thôi, anh ta có cho mình là cái trang bị là khiên cổ vật thì ăn lính xong đồng đội của mình vừa được hồi máu lại còn lên cấp độ 2 nữa. Bây giờ cấp độ 2, Nick Butter cấp độ 3 rồi, ném chồi cây làm chậm cũng tương đối là khó chịu. Và thậm chí giao tranh cũng có thể là được đến từ bộ đôi ở bên phía Sài Gòn Joker, bởi vì máu của họ nhiều hơn quá nhiều so với bên phía bên kia. Killer có mặt ở khu vực đường trên, không có mắt. Lovida mà bị dính cú combo chắc chắn anh ta sẽ phải phớt những phép bổ trợ. Nhưng lần này có vẻ như Lovida đã tỉnh hơn. Anh ta biết rằng cái thời điểm mà vị trí Killer có được hai bùa, anh ta lui hẳn về và khí ở Killer đã quyết định phải từ bỏ cái ý định lên găng đường trên. Lúc này tôi nhìn thấy vị trí của Shai ở khu vực đường giữa này, anh ta mua cho mình hồng ngọc và những bình năng lượng.
sau đó anh ta hồi lại, anh ta lại mua tiếp hồng ngọc của những bình năng lượng tiếp. Tôi không hiểu là anh ta hồi lại làm gì mà anh ta lên cái hồng ngọc này thì cũng không khác gì so với việc anh ta lên giày cả, lên thêm một chút máu. Mà bên phía của Prince bây giờ chơi rất chuẩn bài, lên hai thanh kiếm dài như này là đè vị trí của Shai nát thì thôi, khu vực đường giữa này rồi. Đường trên sẽ có một pha giao tranh, đó là Lovida đã mất máu chạy về bằng một cú tăng tốc. Mặc dù anh ta đã rất cẩn thận, nhưng mà chúng ta thấy rằng ở cái thời điểm này khi mà trang bị của Lovida không có nhiều, anh ta không đe dọa được vị trí của Violet, thì Violet cứ kích hoạt cái W của mình lên và lao lên ép. Khi mà Lovida đã lùi ra khỏi lính rồi, anh ta bắt đầu ném Q, thì nó giúp cho Violet có được một tình huống rất lợi trong khu vực đường trên này, đó là ép mất một phép bổ trợ của Lovida mà anh ta chẳng mất gì cả. Như vậy là bắt đầu cảm giác khó thở trên vị trí của Nick Water rồi, nên mặc dù đường giữa đang đè được mạnh như thế, nhưng khi mà Lovida đã có được qua những cấp độ đầu tiên và có được cho mình cái sách quỷ rồi, thì bên phía Sài Gòn Joker lại đổi đường ngược lại và Nick Water đi đối đầu với vị trí của Violet sẽ dễ thở hơn. Và ở khu vực đường dưới này thì Tristana bắt buộc phải sử dụng cú nhảy tên lửa của mình lên, và sư đang tiến vào rất sâu trong rừng bên phía Hà Nội Foolish để kiểm soát tầm nhìn. Một khởi đầu phải nói rằng đang rất tốt cho bên phía của Foolish, bởi vì hãy nhìn vào các chỉ số đường giữa, họ không thua bao nhiêu cả. Đường trên, cái chênh lệch giữa Nick Water và Violet nó là 30-29 chỉ số lính. Cú combo của Tatsu không thành công. Quả vừa rồi chúng tôi đã thấy rất rõ ràng tình huống vừa rồi. Không có một kỹ năng nào chưa có thời gian hồi cả, và anh ta cũng không vội vàng gì trong tình huống vừa rồi, nhưng combo lại không thành công. Sau khi anh ta bỏ hook, anh ta đã nghiền nát hơi chậm một chút, không hất tung được vị trí của Shai lên. Nếu mà Shai bị hất tung trong tình huống đó thì sẽ có một cú bài vàng lên vị trí của Lovida dồn thêm vào nữa, sẽ cấu được một lượng máu, thậm chí có thể ép cho cái tốc biến lên vị trí của Shai. Nhưng rất tiếc đã không thành công rồi. Và sau tình huống đấy thì sư ngay lập tức phải về khu vực đường dưới cùng với những người đồng đội của mình. Nick Water đang bước lên rất cao, và đó là combo không được. Đã có một tình huống đẩy ra rất tốt của Nick Water, vẫn đang cố gắng tiến vào, lui ra khi đã ép được rất nhiều máu. Cái tình huống vừa rồi Nick Water đã đẩy Kim Nick Water ra trên đường combo Hoàng Kỳ Demacia giáng long kích, pha rất tỉnh của Nick Water. Và không biết là có tình huống giao tranh nào sắp diễn ra. Có ngay đây thôi, Tartarus đang bị bắn, đã buộc phải dậm nhảy tên lửa về. Safety đang tới, nhưng Safety mới chỉ cấp 4 mà thôi, ta chẳng làm được gì cả. Và không có quá nhiều đe dọa trong tình huống vừa rồi, nhưng bộ đôi của Sao Joker là những người có được pha trao đổi có lần, tỏ ra lấn lướt hơn hẳn. Và không biết lúc này chúng ta có thể xem lại được cái tình huống không? Không thể xem lại được rồi. Đánh nhau liên tục ở khu vực đường dưới, vẫn tiếp tục giao tranh ở khu vực đường dưới như này. Ta rất muốn xem lại cái tình huống mà Nick Water sử dụng cái thanh trừng của mình. Tartarus đã được che bởi Starfall trong tình huống vừa rồi. Rin có một cú thanh trừng rất tốt. Tartarus quyết định ở lại nhử. Đang có người tới, 3-2. Đó là vị trí của Safety. Tốc biến combo, Safety đang lao tới, Tartarus nằm xuống, nhưng Tatsu trả giá hay không? Đã phải trả giá, Rin bị trụ bắn. Như vậy là 1-1, nhưng mà hỗ trợ đội xạ thủ thì Sao Joker tôi nghĩ là vẫn vui lòng chấp nhận thôi. Pha băng vào, Lovida dính hiệu đốt, tốc biến ngay, combo vào thành công. Và đó là pha phối hợp cực kỳ tốt của bên phía Foolish. Và đây là lý do tại sao mà Kassadin được sử dụng ở khu vực đường giữa để khắc chế vị trí của Lovida. Chưa kể là chuyên phép trong tay anh ta không có một phép bổ trợ thứ hai nữa. Nếu trong tình huống vừa rồi anh ta có tăng tốc thì đã lùi lại cái vị trí an toàn hơn để có thể thoát về rồi. Nhưng điều đó cũng đã khiến cho bên phía của Hà Nội Foolish mất đi đến hai cái tốc biến rồi. Thì nó sẽ là một lợi thế nho nhỏ gỡ lại được cho bên phía của Sài Gòn Joker. Và thực ra chênh lệch về tiền lúc này đang là cân bằng sau một tình huống mà Violet anh ta không thể nào giữ được cái khoảng cách so với vị trí của Nick Water nữa rồi. Và trận đấu đang tiếp tục diễn ra một cách vô cùng căng thẳng. Trận này thì tôi nghĩ sẽ hay hơn trận trước khá là nhiều, ít nhất nhiều là về cái độ cân bằng nhau. Khi mà lúc này sau 8 phút đi đấu, 9 phút đi đấu, tiền là y như nhau, trụ chưa có, rồng chưa có, farm của hai bên không có quá nhiều sự chênh lệch. Nhưng sự khác biệt rất lớn tiếp tục là do Kiwa tạo ra. Anh ta lên đường trên, anh ta lấy đi cái tăng tốc của Lovida. Lovida chuyển về đường giữa, anh ta có mặt ở đường giữa đây lần này, anh ta lấy được mạng của Lovida. Và có một cú dịch chuyển chặn đường của Violet. Sư đang chạy, Rin đang chạy, Violet tiếp cận được, Rin đã buộc phải tốc biến. Violet vẫn đang bơi lên, Tartarus ở ngay phía sau. Và Kiwa tới nhưng đã có một thằng chạy về của Rin, án tự dinh. Tuyệt vời, điểm hạ gục thứ 3 cho Foolish. Và họ dẫn trước 3-1 rồi. Đâu rồi, chúng ta đang mong chờ một trận đấu như này khi mà Foolish thể hiện ở khoảng thời gian đầu rất tốt. So với trận trước thì họ đã làm tốt hơn rất nhiều, là họ đẩy mạnh cái lợi thế đấy ra. Và bây giờ họ lao vào con rồng, mà vị trí của bên phía Sài Gòn Joker cũng không có nhiều sự lựa chọn trong tình huống này cả. Bởi vì sát thương của họ là không nhiều, Warwick thì không thể nào giao tranh rồng ở khoảng thời gian hiện tại nữa. Khi mà anh ta có chiêu cuối nhưng mà đối phương lại có đến 4 người đây, và con rồng đầu tiên trận đấu thuộc về bên phía của Hà Nội Foolish. Họ
đúng là đánh tốt hơn rất nhiều. Và một lần nữa chúng ta phải nói rằng King of War vô cùng tuyệt vời, 3 điểm hạ gục của bên phía rồi có được một điểm hạ gục nữa. Lần này là Tartarus anh ta một mình đối chọi với vị trí của sư khu vực đường dưới này. Hay sao? Và có vẻ như là vị trí của Starfall cũng có tham dự nhỏ một chút nhưng mà Arthur vẫn không hiểu được. Đây chúng ta xem lại ngay đây. À, nghĩa là đối phương không có ở đây. Ấy, có chiêu cuối đúng không? Vừa canh đủ sắc thương. À hay, chỉ mạng một cái nữa. Có mày có vừa đủ cái chiêu cuối đó rất tuyệt vời. Đấy, có chiêu cuối của Lovida. Hai chiêu cuối, Violet bật chiêu cuối hồi máu là tốc miếng giữ lại 3-1. Violet vẫn đang bơi, Attack cuối cùng cũng đã phải nằm xuống nhưng để xem hai chiêu cuối. Một cái tốc biển, có nghĩa rằng Violet vẫn hài lòng với tình huống vừa rồi thôi. Nhưng mà có một thêm một trụ đường trên trong bên phía Sài Gòn Joker nữa và họ đánh tiếp, kiểu vừa có thể chơi tiếp tình huống này bởi vì có Starfall ở ngay phía sau và cả vị trí của Sai nữa. Nhưng bây giờ thì Thời Su cũng di chuyển lên và Sài Gòn Joker muốn đánh. Nếu mà tôi đang lao lên, ít nhất là họ muốn giành con bùa đỏ này. Phía bên này sư đang bị đe dọa, hất về, đó là cú bài vàng vào nhưng Lovida hơi bị yếu, không có sát thương. Anh ta đang bị đe dọa, đối phương đang tràn vào Lovida, cú hất rất tốt của Thời Su bài vàng nhưng cuối cùng Lovida vẫn phải nằm xuống. Sai dùng chiêu cuối chạy đi được, Keeper đang bị đe dọa, anh ta đang cố gắng chạy, anh ta chạy được hay không? Anh ta không chạy được. 1-1 trong tình huống vừa rồi và bây giờ Safety đang cố gắng lao lên nhưng Violet đã hồi sinh rồi. Sao Joker nên lui về, án tử không trúng của Starfall vô cùng đáng tiếc. Một tình huống mà thực ra nó rất căng thẳng nhưng mà tôi vẫn không nhịn được cười khi mà nhìn thấy ba cái dáng của Maokai rồi Warwick với cả vị trí của Alistar tấn công mọi người King of World tình huống vừa rồi. Và thậm chí là cái dáng chạy của ba vị tướng này cũng rất đẹp, cũng rất giống nhau nữa. Nhưng khởi đầu là một tình huống mà có vẻ như sư trong tình huống đó hơi bóp vị trí của Lovida một chút. Lovida đứng một mình hất Sai về vị trí đấy. Mà vấn đề là sát thương của Lovida là không đủ được hệ hạ gục Sai. Mà Sai lại còn mừng nữa, bởi vì anh ta có thể chém cái W của mình, cái lưỡi kiếm hư không của mình vào vị trí của Sai nữa, tăng thêm sát thương, hồi năng lượng cho chính bản thân mình và vị trí của Lovida nữa, hồi năng lượng cho mình, rồi sau đó sử dụng chiêu cuối bỏ đi và thoát về trong tình huống giao tranh đấy. Cũng hơi tiếc là King of War đã mất cho mình tốc biến và lẫn cái combo để cố gắng hạ gục vị trí của Lovida rồi. Nên anh ta đã bị ba vị tướng của bên phía Sài Gòn Joker hạ gục. Đó là điểm hạ gục thứ 3 dành cho bên phía của Sài Gòn Joker. Nó khiến cho lượng tiền chênh lệch lúc này đang nghiêng ở bên phía Sài Gòn Joker, mặc dù của Hà Nội Foolish là hơn 1 dòng. Họ có lợi thế đúng là như vậy bởi vì có một điểm hạ gục, một điểm hỗ trợ và farm cũng tương đối ổn ở vị trí đường giữa thì lúc này Sai đang tiến rất nhanh. Tới cái trượng trường sinh của mình đấy mới chỉ là phút thứ 12 mà thôi, anh ta đang có một lượng tiền khá rồi, anh ta có thể hoàn thành trường sinh rất sớm thôi. Còn bây giờ là pha băng trụ. Họ đang muốn tìm Lovida. Lovida nghe mùi không thơm rồi. Thành thế bỗng nhiên bản đồ vắng quá, không thấy Violet đâu, không thấy Keeper đâu, thậm chí là Starfall cũng đang đi rảo rảo, là anh ta lui thẳng về giữa trụ 2. Nhưng mà khi mà có đồng đội của anh ta ra đây thì cái sự tự tin đã quay trở lại với vị trí của Lovida rồi. Và anh ta, cái cách lên đồ của anh ta thì giao tranh với vị trí của Sai lúc này là không thể nào lại được. Nhưng có bài vàng, có sự sát thương đâu ra bây giờ. Keeper đứng đợi sẵn và ngay lập tức bên phía của Sai Joker phải quyết định lui về. Nãy chúng ta nói về việc mà bây giờ Cassidy không còn câm lặng nữa nhưng mà anh ta vẫn rất khỏe kéo đầu với TF. Anh ta có cái nội tại của bản thân mình giảm sát thương phép thì Twitter phép cần thêm một ít nhất một món đồ nữa, ví dụ như là cái song kiếm tay ương chẳng hạn. Thế ta mới có thể có được đủ sát thương, bởi vì hai chiêu gây sát thương chủ yếu của Twitter phép trong thời điểm hiện tại nó không nặng về sát thương mà là một cái là nặng về khả năng cầu máu, hai là khả năng đa dụng của nó. Đây là tình huống Starfall đang bị ba thành viên sao cả. Tôi nghĩ là không sao cả. Tờ Su phải có một cú combo thành công thì mới có sao. Combo không? Hết rồi. Chẳng có vấn đề gì cả và nó khiến cho bên phía của Sài Gòn Joker họ mất một khoảng thời gian rất lớn. Bởi vì Lovida mất thời gian. Khi đó Keeper rất nhanh có mặt ở đường để tấn công vào cái trụ này, ít nhất người ta cũng sẽ kéo được 1/3 máu của cái trụ này. Lovida có chiêu cuối, anh ta đang chờ vị trí safety đi gần mình. Nhưng mà Keeper đã bỏ đi rồi. Như vậy là từ nãy đến giờ chúng ta vẫn chưa thấy được chiêu cuối nào đẹp đến được vị trí của Safety và Lovida cả. Trừ cái khu vực đường trên, nhưng mà nhắm ba người ở vị trí của Mundo, chúng ta có thấy là lúc đấy khi anh ta chưa có đồ, chưa có kháng phép đã là rất lâu rồi. Bây giờ thì thôi, có lẽ là khỏi vé thăm. Đại địa chấn, nhưng mà Sai lại đi ăn đi ra ngoài. Đấy. Lại bắt đầu có dấu hiệu sự giao tiếp của bạn ở đâu, rừng và giữa là ngồi kế nhau. Mà nó lại xảy ra một tình huống rất vô duyên, nó vô cùng vô duyên là mất chiêu cuối, mất tốc biến. Lovida có thể phải nằm xuống chăng? Anh ta đã nằm xuống, Sai có thể thoát được hay không? Có chiêu cuối của Safety, sát thương đủ hay không? Đủ. Là 1-1. Bỗng nhiên bên phía Foolish lại có một tình huống đổi, lẽ ra nó không phải là đổi mà nó là có lợi cho họ. Tại sao lại có cái tình huống
khỏe như vậy. Nhưng mà bên phía Sài Gòn Joker lúc này có lẽ là cũng đã cảm thấy áp lực ở khu vực đường giữa, tạo được vị trí của Shai rồi. Đây có lẽ là một lựa chọn mang tính bất ngờ rất lớn. Bơi, hai bên đang bơi và hai bên quyết định rút luôn. Tôi nghĩ là Violet sẽ bơi khỏe hơn trong khỏe hơn rồi, rõ ràng. Khi nào hồi máu rất nhanh. Và ở cái phiên bản hiện tại này thì tất cả những cái hồi máu đã chuyển về khả năng hồi phục cơ bản, thì Violet Mundo là đứng số 1 về khả năng hồi phục cơ bản rồi. Có lẽ đứng số 2 sẽ là Garen. Nhưng bây giờ chúng anh ta chỉ cần lên những cái món đồ tăng theo phần trăm hồi phục cơ bản thôi. Đây. Như là cái trang bị áo choàng ám ảnh này. Dép tâm linh. Tốc độ của anh ta hồi có thể đến tới nóc. Đây. Trong thời gian biến về nhà tôi đếm là anh ta cũng hồi được đến tận 200 máu rồi, trong tình huống vừa rồi thì phải. Chưa kể là cái bản bổ trợ thủ nữa. Đúng anh ta sẽ nâng cái điểm mà hồi máu khi mà máu bạn càng thấp là chút xíu nữa. Cũng may cho bên phía Sợi Cơ là họ có một cái thiêu đốt, và việc mà bên phía của Lovida đã lên cho mình quỷ thương Milo rồi, hy vọng rằng họ có thể khống chế được Violet. Nhưng mà bây giờ bên phía của Foolish họ phải chú ý đó là Tartarus. Anh ta đang hơi bị yếu một chút xíu ở mảng farm. Anh ta đang để bị Chris bỏ một khoảng cách là khoảng chừng 15 chỉ số lính. Trang bị thì đã có sự chênh lệch rồi, bây giờ Chris hiện tại đã cầm kiếm BF. Nếu như không nhanh chóng có trang bị cho tình huống rồng sắp tới thì có thể Foolish sẽ gặp khó khăn, bởi vì họ đã có con rồng đầu tiên. Nhưng rồng thứ hai hiện tại nếu như đánh nhau tôi nghĩ rằng Sợi Cơ đã có một chút xíu lợi thế. Nhưng mà đó chỉ là một chút xíu thôi với khả năng băng vào của Kassadin. Rồi. Thì bên phía Foolish có thể là đội tự tin lao vào rồng hơn. Hai rồng rồi, bởi vì Sợi Cơ lúc này không có đủ người. Họ không có vị trí của Nick Water có dịch chuyển, cho nên họ quyết định đổi rồng lấy trụ. Sai cố gắng ngăn cản nhưng chắc chắn là ta không ngăn cản được. Hai bùa rồng cho bên phía Foolish và đổi lấy một cái trụ. Pha chạy cũng tương đối tốt của bên phía Sợi Cơ, họ chạy về hướng của Nick Water ở khu vực đường trên. Nhưng tạm thời đã có sự chia rẽ, Sư đã bỏ đi, Safety đã chạy đi, trong khi đó Lovida đã di chuyển lên khu vực đường trên cùng với Water. Bây giờ tất cả cùng lui về. Nhưng khi đó Foolish xử lý rất nhanh, họ đang gây sức ép ở khu vực đường giữa, nhưng họ lại thấy rằng Priest lại đẩy ở khu vực đường dưới, cho nên họ phải lui về. Như vậy là bên phía Foolish di chuyển không thực sự thành công lắm. Rồi tốc biến xin chiều cuối, Lovida đáp xuống và bài vàng chọn sẵn, Keeper đã phải nằm rồi. Đó là một tình huống mà Keeper đang lơ ngơ đi một mình và anh ta bị đối phương đầu tư hai cái chiêu cuối, một cái tốc biến. Bây giờ thiếu người thì làm sao chơi, đừng đánh, Foolish phải bỏ tình huống này thôi, không đánh được đâu. Nhưng mà có vẻ như Sài Gòn Joker lại giống như bên phía Foolish trong trận đấu trước, đấy là khi mà họ có được những cái điểm hạ gục thì họ lại không lấy thêm được một mục tiêu nào sau đó cả, bởi vì mục tiêu đã bị đối phương ăn rồi. Nên trong cái điểm hạ gục vừa rồi của bên phía Keeper thực sự là bên phía Foolish cũng không bất lợi nhiều cho lắm. Nhưng mà nó lại cho chúng ta thấy được rằng là bỗng nhiên đang đánh rất tốt, nó lại hiện ra những cái vết nứt trong giao tiếp. Hồi nãy là tình huống Keeper combo vào trong khi Sai đang đi ra, rồi bây giờ là Keeper lơn tơn đi đâu đó một mình và Sai bị tấn công. May cho anh ta đó là cú bài đỏ, Nick Water vẫn đang lao vào. Anh ta có chiêu cuối không, cú dịch chuyển đến từ bên phía của Violet và Sai tạm thời thoát đi trong tình huống này. Tôi nghĩ là lời Violet xuống anh ta cũng chẳng làm được gì cả. Nick Water còn nói cho mình cái dịch chuyển, Lovida không mất quá nhiều tình huống rồi, anh ta không mất phép bổ trợ nào cả. Như vậy là lợi thế dành cho bên phía Sài Gòn Joker trong tình huống này rồi. Và họ sẽ tiếp tục để có những chỉ số lính ở vị trí của Lovida, bởi vì với cái nội tại chuyên phết, thực ra là anh ta đang có thể là hơn tiền so với vị trí của Shai. Chúng ta có thể xem 5.700 so với 5.100, trên là khoảng chừng 600 vào thời điểm này cũng bắt đầu có dấu hiệu lớn. TF của Lovida đang hướng tới cho mình cái đồng hồ cát Zonia, một trang bị rất chuẩn xác rồi ở thời điểm này. Nếu như bị đe dọa quá nhiều thì anh ta có thể dùng đồ cát câu thêm giờ. Và đặc biệt nó sẽ giúp cho bên phía của Sài Gòn Joker có một khả năng mở giao tranh, là anh ta có thể là người đáp xuống gần đối phương nhất, giữ chân đối phương lại chờ đồng đội mình lao lên. Thêm lựa chọn cho Sài Gòn Joker. Trong khi đó thì hiện tại Foolish tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ không có nhiều giải pháp ngoài cái chuyện là đợi. Họ phải đợi Tartarus farm được. Nhưng mà Prince thì bây giờ đã đủ đồ trước rồi. Prince bây giờ đã hoàn thành cho mình vô cực kiếm rồi, nên anh ta hoàn toàn có thể có hướng lên những trang bị khác. Nhưng hơi xui là anh ta hướng đến hai cái thanh kiếm dài để đè đường vị trí của Shai trong giai đoạn ban đầu, rồi sau đó ngay lập tức em phải chạy xuống đường dưới. Với hai thanh kiếm dài này chỉ có cách là anh ta hướng lên kiếm mang nhiệm vụ thôi. Có tốc biến theo bài vàng, Tartarus bị giữ lại, có một chiêu cuối rất tốt của Tartarus. Lovida tăng tốc nhưng không có năng lượng, bây giờ có rồi, bài vàng nữa, Tarsu lao lên combo, cái này không chuẩn, hơi phí. Và Prince là người có được điểm hạ gục, một điểm hạ gục dành cho Sài Gòn Joker. Nhưng trong khi đó thì ba thành viên của Foolish phản ứng cực kỳ nhanh, họ đẩy thẳng vào khu vực đường giữa, họ có thể đe dọa luôn được cái trụ hai đường giữa này nếu muốn. Và rõ ràng là họ muốn, mặc dù Starfall hơi đi chệch nhịp với đồng đội của mình một chút xíu, họ đang nỗ lực. Bao nhiêu máu đây, 50% rồi, tôi nghĩ là phá được luôn. 40%, 60%, tôi bị đếm ngược, đủ luôn rồi. Hai trụ dành cho Foolish rất hay, đổi xạ thủ lấy hai trụ đường giữa.
quá lời luôn. Thậm chí trong tình huống này, nếu mà vị trí của Lovina quá cố gắng đuổi theo thì sẽ có một đòn hồi mã thương đến từ bên phía của Sài Gòn Joker. Nick Walter trong tình huống đó anh ta không thể nào dịch chuyển đi được, bởi vì dịch chuyển đi thì cũng sẽ mất cái trụ đầu tiên hồi đường trên mà thôi. Nên đó là một quyết định chính xác của đến từ vị trí của Nick Walter. Nhưng về xét về tổng thể, Fulis cũng đã phản ứng rất nhanh tình huống rồi. Còn Sai thì hơi làm quá trong tình huống này, mới thấy vị trí của sư đã nhảy chưa cuối đi. Chà, biết đâu bỗng nhiên đối phương lại quyết tâm luôn tốc biến combo rồi bài vàng các kiểu, may xui sao nằm xuống thì ai trách, ấy lộn trách ai. Bây giờ bên phía của Sài Gòn Joker đang kiểm soát ở xung quanh khu vực bùa đỏ của đối phương. Họ đang kéo 4 người, 5 người ở đây. Tartarus, đồng đội anh ta đang rất cần anh ta phải hoàn thành xong cho mình cái vô cực kiếm đi, để rồi có thể hy vọng rằng bắt đầu giao tranh được. Chứ bây giờ là thời điểm mà TF của Lovina rất mạnh, và do đó Sài Gòn Joker đang liên tục có những pha đảo đường để tổ chức bắt lẻ. Bên phía Fulis phải farm nhanh lên để rồi tập trung lại và đối đầu với những tình huống đẩy như thế này của Sài Gòn Joker. Nhưng mà Sài Gòn Joker, cái lối di chuyển của họ đã nằm trong tầm nhìn bên phía Fulis rồi. Điều đó khiến vị trí của Tartarus quá mừng vui khi anh ta ở một mình ở khu vực đường dưới này đang farm cháy máy. Và với cái thanh kiếm vàng thì anh ta có thể hoàn thành cái vô cực kiếm nhanh thôi, nó sẽ không là quá lâu. Bởi vì anh ta cầm trong người rất nhiều tiền rồi, anh ta có lẽ là đang đợi hoàn thành luôn cả cái giao diện static rồi mới về nhà mua một phát được hai món đồ luôn. Nếu Walter đang bị đe dọa, safety tới trụ dành cho bên phía Fulis. Combo rất đẹp của bên phía Kyogre, đó là điểm hạ gục, đó là safety bị kẹt lại. Đồng đội người ta tới chưa? Đồng đội người ta bây giờ tới. Tờ Su đang lao lên bị làm chậm bởi vì đi Violet, safety chặn, Breeze đang chặn. Violet K này rất khó, Tờ Su lao lên có một cú chiêu cuối của Lovina đi phòng ngự. Đường trên thì Violet đã nằm, như vậy là một đổi một, đường trên đổi đường trên. Tartarus quyết định đẩy thẳng vào khu vực đường dưới. Sài Gòn Joker họ không đẩy ba người mà họ quyết định để safety và Su về, không, Su quyết định ở lại chung với lại Breeze, safety đi về. Ba thành viên của Fulis xuất hiện khu vực đường dưới, một mình Lovina chắc chắn không phòng ngự được. Kiwa cũng đang di chuyển xuống khu vực đường dưới. Fulis đánh hay trong những tình huống đẩy trụ những phút vừa qua, họ lấy được nhiều hơn so với những gì Sài Gòn Joker có, và họ có tỷ số trụ là 4. Nhưng bên phía Sài Gòn Joker cũng là 4 đều chỉ số trụ, điểm hạ gục cũng là 7 đều. Fulis chỉ hơn là họ hơn hai con rồng mà thôi, nhưng rồng ở phiên bản hiện tại nó sẽ không giúp cho bạn có thêm những trang bị mà bây giờ là chúng ta phải xem đến chỉ số đính nữa, thì rất ngang bằng đến từ cả hai đội. Đây là một trận đấu rất tuyệt vời. Khi mà bây giờ nói về lợi thế thì bên phía Fulis chỉ lợi thế hơn một chút mà thôi. Tartarus chưa hoàn thành được cho mình sao điện static, hơi đáng tiếc cho anh ta một chút. Nhưng mà bây giờ ra đánh nhau được rồi, đã có vô cực kiếm mà đánh nhau được rồi, chưa kể là ngay thời điểm này King of War hơn một cấp độ so với lại safety. Do đó khi đấu trừng phạt là King of War có được lợi thế, đó là điều chắc chắn. Bây giờ Fulis rất chủ động trong việc tổ chức pha ép khu vực rồng này. Sao chứ cơ bắt buộc phải kéo người tới. Con rồng này nếu như thuộc về bên phía Fulis, họ hoàn toàn có thể giật lấy trận đấu này và tăng tốc về đích. Sao chứ cơ đang muốn ngăn chặn điều đó. Họ đang di chuyển vào, rồng bị đánh một phát bởi Tartarus. Nó bắt đầu di chuyển ra một cách vô cùng là mắc cười, nó không bay mà nó lết. Đây là một pha tranh rồng khá là buồn cười đến từ cả hai đội. Nhưng Fulis là có lợi khi mà họ đã ăn được. À thì đó là do chúng tôi lắc chứ không phải là rồng nó lết. Do chúng tôi lết trong tình huống như chúng thế này. Chúng tôi lết, mạng của chúng tôi lết. Và bây giờ có vẻ như lúc nãy chúng ta đã nhìn thấy được rằng cái con cua kỳ cục này thuộc ở bên phía của Fulis rồi. Như vậy là họ là đội có lợi thế trong tình huống giao tranh này khi được hưởng một lượng tầm nhìn và cái tốc độ di chuyển rất lớn từ cái điện tăng tốc này. Lái lắm. Và có lẽ là chúng ta đã bay ra khỏi... ấy. Bên phía Fulis lag thì phải. Tôi có cảm giác là do bên phía Fulis, đặc biệt là vị trí của Shai lag tình huống vừa rồi thôi. Đúng rồi, rồng chứ không phải là bên phía Sài Gòn Joker rồi. Thậm chí là vị trí của Nick Walter anh ta còn quăng cái mầm cây vào rồi. Có vẻ như đây sẽ là một tình huống đáng tiếc ở bên phía của Fulis, bởi vì chưa vào giao tranh mà Shai đã mất đến một nửa cái máu rồi và chắc chắn sẽ bị làm chậm đến cái mầm cây. Sẽ khó, bởi vì lúc này khó như thật. Đó tình huống này rồng đã quạt cho Shai hai ba phát thì nó rất là khó và họ sẽ phải chống cự với cái tình huống này như thế nào. Tốt nhất là bây giờ họ lui ra, có nghĩa là không nên đánh. Tôi nghĩ là như vậy, họ có tầm nhìn ở khu vực hang rồng rồi thì với họ lui ra nữa. Họ lui ra, họ để cho Sài Gòn Joker vào và khi đó Keeper có thể từ ngoài vào và cướp rồng vẫn được, bởi vì như đã nói hồi nãy trừng phạt của anh ta mạnh hơn trừng phạt của safety, bởi vì ta hơn safety một cấp độ. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải chờ xem trận đấu này bao giờ thì mới quay trở lại được. Là rất đáng tiếc ở bên phía của Fulis trong tình huống này, đúng cái giai đoạn quan trọng này khi mà cái thế trận đang rất cân bằng và cái con rồng này sẽ phần nào đó nó quyết định những cái phút tiếp theo của trận đấu này nó sẽ diễn ra như thế nào. Bây giờ chúng ta nhìn lại, Lovina đang đẩy ở khu vực đường giữa.
vào rồng lúc này là rất thích hợp dành cho bên phía của Hà Nội Furious, bởi vì anh ta không có dịch chuyển, không có chiêu cuối của Lovina. Hộ tốc biến chưa hồi, chỉ có tăng tốc mà thôi. Bên phía bên kia cũng chỉ có tốc biến đến vị trí của safety thôi, và không biết là chiêu cuối người ta hồi lại chưa. Anh ta khi bị dừng cuối. Khi bị dừng dừng trận đấu ấy, chúng ta vẫn có chiêu có cuối. Chiêu cuối. Như vậy là có thể nói là về chiêu cuối thì ngang bằng, nhưng mà bên phía của Furious có cái lợi hơn là bây giờ họ sẽ có vượt trội về người, và Saigon Joker sẽ không dám vào tình huống này. Nên là Furious rút lui về thì thực ra cũng không mất gì cả. Đúng vậy. Rút lui về thì bên phía Saigon Joker cũng chưa vào được, bởi vì Lovida đang phải đẩy. Thì Furious hoàn toàn có thể rút lui về, và họ sẽ có thể tránh được phần nào đó cái bất lợi đến từ việc đang thi đấu tự nhiên lại đứng nguyên một chỗ như thế. Sao bởi vì lúc này Saigon Joker cũng đã được thông báo, và chắc chắn là khi mà hai đội đã sẵn sàng tất cả trở lại thì trận đấu nó mới trở lại mà thôi. Sẽ không có những tình huống mà Furious đứng yên mà Saigon Joker bay vào hốt chọn ổ 5 người. Tôi nghĩ là sai lúc này phải nháy liên tục với chữ R. Màn hình vừa hiện ra một cái là nhảy thẳng ra ở khu vực bùa xanh ấy thì sẽ đẹp hơn. Đó là safety có cái chiêu người máu của mình là chiêu 3. Anh ta tăng đến 3 lần thì khoảng cách của nó là rất rộng. Và có vẻ như vị trí của Shai lúc này cái lượng máu anh ta đã sắp đạt đến cái ngưỡng mà sẽ bị ngửi thấy đến vị trí Overwick rồi. Thì vấn đề của anh ta là phải kéo giãn vị trí với vị trí safety bên phía bên kia. Phải di chuyển ra sau lưng những người đồng đội của mình, có thể nhảy ra cái khu vực gần bùa xanh, hoặc là nhảy thẳng xuống khu vực bụi cỏ chạc 3 ở khu vực đường dưới. Và thật ra thì các bạn, nếu như các bạn theo dõi CBL thì các bạn không lạ gì cái tình huống này cả. Nó rất là bình thường thôi, bởi vì cái chuyện này thì bản thân chúng tôi cũng than khóc với nhau, và cũng hình như cũng có than với các bạn rất nhiều rồi. Đó là cái đặc tính địa lý của khu vực, đó là mỗi nước gần như là một hòn đảo luôn. Chúng ta thấy chúng ta nằm ở phía bên này, Singapore, Malaysia, Philippines, Indo đều nằm ở các hòn đảo khác nhau cả. Và cái server chung, server chính thức của giải đấu này sẽ là server C. Đúng như vậy, mà lại nằm ở Singapore. Thì tất nhiên. Thì tất nhiên là phải nằm giữa tất cả các nước rồi, nhưng mà so ra thì hai đội Việt Nam đánh trên CVC thì những tình huống như thế này là thi thoảng có thể diễn ra được. Khi mà có con cá nào đấy nó bơi lội thì đó, chưa kể là tôi đang lo lắm bởi vì có thêm cả Indo xuất hiện. Tức là Indo thì lại ở gần vị trí của Singapore. Philippines mới là nước xa nhất chút. Trong tất cả các nước. Mà đường nó cũng xa, cũng dây đi dưới biển nhiều. Cũng là đúng là như vậy. Dạo này thì bão nhiều lắm. Bão nhiều. Philippines hiện tại đang bị bão thì nó cũng căng thẳng lắm. Đó là vấn đề muôn thuở mà CBL phải chịu. Thực ra thì ví dụ như là có thể là các đội Việt Nam đánh với nhau thì chúng ta có thể đánh với server Việt Nam luôn cho nó. Có hai bảng đấu đúng không? Có hai bảng đấu là bảng này và bảng của anh phát Ultimate và sời còn Fast Fight. Thì có hai đội Việt Nam thì nếu như được thì thôi, hai đội Việt Nam đánh ở server Việt Nam thì chắc là cho nó chắc cú. Nhưng mà khi mà ở server Việt Nam thì chúng ta lại phải có cho các nước bạn để có thể vào trong đúng rồi, trận đấu. Nó đó thì chúng ta đây là một giải đấu đa quốc gia, mà thì chúng ta đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải gặp phải lại chấp nhận. Phải chấp nhận trong những giải đấu như thế này. Cắt khác. Nhưng mà thôi không sao, thì dừng trận đấu đúng thời điểm thì cũng là một cái phần nào đó cái giải pháp để có thể hạn chế những cái sự cố không đáng tiếc trong trận đấu. Và đây cũng là đặc điểm lý do tại sao chúng ta thi đấu BO2. Thì một trận thì nếu mà bị những pha như thế này thì trận 2 cũng có thể sửa được. Và nếu mà cả hai trận thì trận 2 thì có lẽ là cặp đấu sau phải chờ một chút thôi. Rất đáng tiếc cho bên phía Furious. Bây giờ thì để xem chúng ta còn cái gì để có thể điểm qua. Bây giờ Saigon Joker sẽ phải rất cẩn thận vì chúng tôi đang nhìn vào người của Violet. Chúng ta nhắc về các những thay đổi phiên bản 4.20 này, đó là phục đúng rất nhiều. Anh ta đang lên rất nhiều những trang bị để tăng cái tốc độ hồi phục của mình. Và nếu như những cái kiệt sức đó vào Lovida không, cái sách, cái quỹ thương của Lovida không hạn chế được, Violet có thể bơi vào đội hình của Saigon Joker rất dễ. Nhưng vấn đề là chúng ta đã nói hồi nãy rồi, đội hình của Saigon Joker trừ cái vị trí của Lovida là có thể bị đa dạng, nhưng bây giờ anh ta đã có cho mình cái đồng hồ cát rồi. Lucien của Prince là một vị trí xạ thủ có độ cơ động rất cao. Sư với Alistar là một trong những vị trí mà gọi là khắc chế Mundo vô cùng khủng khiếp. Bởi vì Mundo có khả năng giảm hiệu ứng, nhưng cái hất tung lên đó nó không có giảm nha bạn. Và cái cú hất ra đó nó cũng không có giảm. Thì thực ra bạn không có giới hạn cái khoảng cách mà bạn bị hất ra được. Và thậm chí là nếu mà đứng ở sát tường thì sư chỉ luôn. Cần một hất thôi là vị trí của Violet chắc là đứng chia tay giao tranh. Anh ta bây giờ còn không có tốc biến, bị hất ra là sẽ không thể nào quay trở lại được. Thì điều đó sẽ khiến cho bên phía Furious nếu mà giao tiếp không cẩn thận là đúng lúc cái tình huống Violet không thể nào tham gia giao tranh được, thì King of War ở vị trí của Sai nhảy vào thì không khác gì một tình huống 2-5, bởi vì chắc chắn là Tartarus không thấy Violet vào. Tôi nghĩ chắc chắn cam đoan 100% anh ta không vào.
Và đúng là cái lựa chọn Alistar của sở cơ khắc chế Zavan phần nào đó có thể coi khắc chế Zavan, bởi vì Zavan nếu như nhảy vào mà nhảy đẹp đi là đồng đội nó cũng ở chung trong cái lòng đó. Nhưng mà Alistar hoàn toàn có thể bay quanh lòng hất Zavan ra, hất hoặc là hất Zavan ra, hoặc là hất những người đồng đội của ta ra, ví dụ chúng ta vừa nói hất Violet ra, hất Sai ra khỏi vì đấy cái lòng đó khiến cho một mình Keeper trong đó bơ vơ lẻ loi không làm được gì cả thì rất là khó. Chưa kể là chúng ta đã thấy rất rõ ràng là bên phía của Fulis họ gặp vấn đề về giao tiếp. Nghe cái tình huống đường giữa đã thấy rất rõ ràng, một bên thì lao như chưa bao giờ được lao luôn, tốc biến thẳng bay thẳng vào úp lòng đại địa chấn, xong lát hồi tốc biến ra trong khi đồng đội mình đang đi tính ra ăn cua. Tôi không nghĩ là vị trí của Kasady là một vị tướng ăn cua nhanh. Javan thì còn có thể nói là hợp lý được bởi vì ta có trừng phạt, nhưng mà vị trí của Kasady thì chả lẽ là nhảy chưa cuối mà cua. Mà sát thương của Kasady ở phiên bản hiện tại không phải là sát thương dồn, nghĩa là anh ta cần phải sống đánh trong giao tranh nhiều để có quay lâu, thì cần cù thông minh mà, thì sát thương ít thì đánh nhiều lần nó sẽ thành đau. Nhưng lần này thì lại là một tình huống mà những người mà đánh sát thương kiểu có quay đánh con cua là rất mệt. Bởi không vì được nó khó. nó sẽ chạy liên tục, và cái lúc đấy bạn cứ đuổi theo như thế là nó mất rất nhiều thời gian. Và chúng ta có lẽ là tình huống đấy không biết anh ta nghĩ gì đâu, chúng ta cứ vu cho anh ta là ăn cua, nhưng anh ta lại không muốn ăn cua trong tình huống đấy thì lại hơi oan một chút. Và bây giờ có lẽ chúng ta điểm qua cái phần về phân bố điểm hạ gục như trong trận đấu trước, thì lần này bên phía Sài Gòn Joker không tốt bằng so với bên phía của Fulis, bởi vì sư ăn đến 3 mạng thì nó cũng hơi thừa. Hình như đây là một tình huống một kiểu như là ở trong tại VCS chúng ta thấy một trận đấu mà Uzi 4 mạng đúng không? Uzi 4 mạng, Minas không có cái gì cả. Và nó dẫn tới cái sự ức chế của Minas. Chút xíu chúng ta thấy Minas băng thẳng vào trụ cố gắng lấy mạng nhưng không được mà nằm lại trong đó. Thực ra là cái điểm hạ gục đấy Uzi chỉ cần đánh một cái thôi là anh ta cũng có. Nhưng mà vấn đề là trong tình huống đấy anh ta Minas đã nhảy vào rồi. Minas nhảy vào rồi, Uzi mà quật tay vào một cái là Minas nằm xuống mà không được cái gì cả. Minas ăn thêm một cái gear. nhưng mà vấn đề là Uzi lúc đấy thì anh ta rất đồng đội. Tôi thấy cái tay của Nami của Minas vung rồi, dừng lại, vòng lại. Đỡ cái, sát thương từ trụ. Cái hình ảnh mà Nami đánh nó rất là lâu, bởi vì các bạn mới biết là cái thời gian đó nó phải đưa ra sau, đẩy tới trước và nước nó bay ra, nó cũng không phải là nhanh lắm, may là nhanh kịp. Còn trận này đúng là Tersu thật. Nhưng mà Tersu khỏe cũng là có tốt mà không vấn đề cả, anh ta lại tăng thêm một khả năng chịu sát thương cho bên phía của Sầu chứ cơ. Nhưng mà tôi lại thấy không thấy anh ta hơn đồ so với bên phía của Stafford. Để coi tổng tiền 4.000 sóc hơn quá trời. Thì không hơn, anh ta mua nhiều mắt hơn. Anh ta đã có cho mình cái mặt nạ sơn thạch. Anh ta mua mắt nhiều hơn, anh ta đầu tư mua mắt tím nhiều hơn. Đúng là như vậy, nhưng mà vấn đề là những cái đấy là đầu tư về mặt hình ảnh, nên chúng ta sẽ không thể nào. Anh ta nâng cấp cho mình cái phụ kiện rồi. Đó. Mua mắt tím và rồi, nâng cấp các phụ kiện nữa, như vậy đầu tư đó chính xác. Mà nó sẽ không giúp anh ta khỏe hơn. Không, Alistar là khỏe lắm rồi. Bởi vì tôi nghĩ rằng ở các vị trí hỗ trợ là không ai khỏe bằng Alistar. Đúng. Khi mà anh ta đã bấm chiêu cuối lên, bạn đừng động vào làm gì cả. Giảm theo phần trăm rồi. Bạn đừng hy vọng rằng bạn có thể làm gì vị trí của Alistar cả, đừng có hy vọng gì cả. Đặc biệt là trong những thủ mà một trong những sai lầm cơ bản nhất của những người chơi thông thường là bạn có ý định băng trụ với tấn công Alistar, mà bạn phải để ý nếu như bạn băng trụ mà Alistar còn chiêu cuối là không được đâu, không được. Và chúng ta đã từng chứng kiến là hồi mà Alistar còn ở khu vực đường trên, Darius băng và pha giao tranh, anh ta không có đồ chống chịu, máu của anh ta tụt không phanh, nhưng bỗng nhiên chúng ta thấy cái lượng máu nó dừng ở một mức, là cái mức mà anh ta bật chiêu cuối, sau đó anh ta bắt đầu quẩy ngược cả đội lại. Thì trận đấu đấy là bên phía team Sunmid là giành chiến thắng, mà tôi không nhớ là giành chiến thắng trước nào, hình như là Cloud9 thì phải. Cái thời điểm vừa qua thì Alistar đường trên mà khi mà nếu như bạn không mà tồn tại nữa, bạn mà lỡ mà bạn để cho đối phương cầm là bạn không đánh được. Vì sát thương nhiều, khả năng hồi phục, rồi cái chiêu cuối rất là, thật ra nói nó rất là vô duyên, tức là nó tăng cho anh ta sức chống chịu, mà nó còn tăng thêm sát thương rất nhiều, nó còn mấy chục sát thương vật lý. 70 sát thương vật lý. À, trận đấu trở lại, trận đấu trở lại rất nhanh, Thanh Trần tung ra, đúng là Fulis phải rút thôi. Đúng, họ làm gì đây? Họ rút vật lý rồi. Mà Sai biến về thì không đẩy tiếp, đẩy thêm chút xíu. Nhưng mà Sai biến về rồi thì có lẽ là vì như vậy thôi, quyết định chính xác được. Mình đang có hai bùa rồng thì thôi, gọi là ban cho đối phương một cái cũng được, nếu mà bạn nghĩ một cách tích cực thì là thôi cho đối phương một cái cho trận đấu trở nên cân bằng hơn. Nhưng mà đó là một tình huống tôi nghĩ là thực ra Sai ở lại cũng được, và có vẻ như biến về là vì vẫn chưa khắc phục được. Không, họ đang đánh nhau rồi, họ đã đánh rất dữ dội rồi. Xong bây giờ lại quay trở lại một cái thế rồi, hết Sai đến việc Tartarus là người bị disconnect trong trận đấu này.
Thì bên phía của Sài Gòn Sugar vẫn đang đứng chờ rất bình tĩnh trong tình huống này. Nó cũng thật ra tôi không bất ngờ lắm, chưa nói tới cái chuyện mà đây là một cái đặc tính lịch sử của JBL, mà nó còn là cái điểm nữa mà bản thân những người làm Vietnam Esports TV thì chúng tôi không biết, đó là mạng của Hà Nội thật ra không tốt bằng mạng của Sài Gòn. Nó dựa trên những gì mà chúng tôi thấy về của hai studio ở một số tình huống thì rất tội cho Foolish là phải lâm vào cái tình huống này. Và thật ra tội cho Foolish 10 thì tội cho Sailor cũng hiện tại là cũng 6-7 gì đi, họ cũng đang phải ngồi và họ không được đánh. Hai bên đều ngồi. Và thậm chí là trong những tình huống như này, nếu mà máy của bạn không gặp vấn đề gì cả thì cũng không được bàn chiến thuật. Đúng rồi. Cũng không được quay sang. Chúng tôi có trọng tài. Nè bạn, đó bây giờ chúng ta phải nói về cái chuyện mà họ khổ như thế nào. Phân tích cho bạn thấy. Bây giờ họ nhìn một cái màn hình bất động. Họ không được táp ra ngoài là bất kỳ cái gì cả. Đúng. Họ ngồi yên, tất cả gì họ có thể làm là nhìn vào cái màn hình của họ mà thôi, hoặc là nhìn xuống cái bàn phím. Thậm chí là họ nói chuyện với trọng tài cũng không được nữa. Bạn chỉ được nói chuyện với trọng tài khi nào mà bạn mấy của bạn trục trặc. Còn nếu như bạn không vấn đề gì cả, trọng tài cũng không nói chuyện với bạn. Rất khinh bạn, trọng tài rất... Và thực tế là trong các ngay cả các giải đấu của bên phía NCS thì các vận động viên trong lúc chờ như này thì cũng có một số động tác tay có thể gây hiểu nhầm, nhưng đấy là họ cầm một cái bình gọi là như làm ấm ấy. Làm ấm, tại vì trong cái nơi đánh NCS thì lạnh. Rất là lạnh, nên là thường là chúng ta thấy là họ mặc áo khoác rồi xong còn lắc cái bịch đấy để giữ ấm nó tay, với cả giữ cho cái cơ tay hoạt động. Bởi vì với những người chơi thể thao điện tử, đặc biệt là ví dụ như là Liên Minh Huyền Thoại, cứng tay là chết. Chỉ cứng tay trong những tình huống mà không bấm được chiêu cuối chẳng hạn. Chiêu cuối đâu, bấm mãi không ra do từ nãy giờ tay tê. Rồi đấy là lý do không thể chấp nhận được. Thì thật ra các thành viên của hai đội nên học tập cái vấn đề này. Tức là khi ngồi không ra đừng ngồi không như thế này. Chỗ Gaming House thi đấu nhiều khi nó cũng lạnh. Trận đấu đã được quay trở lại. Cũng hơi bất ngờ một chút, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được rằng bên phía của Sài Gòn Joker đã bắt đầu quay trở lại trận đấu. Và bên phía Fulus cũng vậy. Tactus sau khi vừa mới kết nối trở lại, anh ta ăn bùa đỏ khí thế nhưng chưa bao giờ được ăn. Và bây giờ điểm qua về lượng đồ thì có lẽ là tôi sẽ không thấy một tình huống giao tranh, bởi vì không có mục tiêu nào đặc biệt để các đội cố gắng giao tranh cả. Có lẽ bên phía Fulus sẽ tập trung ở khu vực đường trên, có thể đẩy nốt luôn, chơi luôn. 3, 4 người đang tới, án tử mà trúng. Nó trúng rồi, Tờ Su đang bị giữ lại. Nói là trâu thật, nhưng mà 4 người đánh thì nó cũng khó lắm. Tờ Su đã lên bảng điểm số. Điểm hạ gục dành cho Foolish, họ đang dẫn trước 8-7. Và họ đang tràn vào khu vực bùa xanh của Sài Gòn Joker. Nhưng trong này nó chẳng còn ai cả. À nó còn đây, còn Safety, đại địa chấn luôn cho chắc cú. Violet đứng ngoài, ném vào, bài vàng ném ra từ phía này. Safety tốc biến bỏ chạy, án tử trúng vào Lumina. Anh ta bật đồng hồ cát, Safety hạ gục được vị trí của Sai. Đổi lại là Safety lên bảng đếm số. Phía bên này Starfall còn một vài phát đánh đó thôi. Nhưng quyết định của Breeze là đi bắn Mundo. Bài vàng trúng hay không? Chưa trúng, nhưng mà Sixwater giữ lại bài vàng, bây giờ mới trúng. Sát thương dồn vào, lông đen quăng ra. Và Violet về với an toàn được. Chỉ là 1-1 mà thôi. 2-1. Đó, bên phía của Sài Gòn Joker mất cả sư đã bị chữ Safety ở tình huống trước đấy nữa. Đây là một tình huống mà hai người bên phía Sài Gòn Joker chỉ đổi lại được Sai bên phía kia. Và tôi nghĩ là cái quyết định của Prince khi mà không truy đuổi Starfall, tôi nghĩ là hơi sai lầm. Chính xác. Bởi vì Starfall có cái lồng đèn mà. Anh ta di chuyển về, anh ta quay lại, ném cái lồng đèn lên vị trí của Violet. Đấy là bao nhiêu công sức rồi tốc biến các thể loại đến bên phía của Sài Gòn Joker công cốc trong tình huống vừa rồi. Lúc đó máu của Starfall rất ít và tốc độ của Prince chắc chắn ta đuổi chắc được chắc thôi. Thậm chí anh ta còn có thanh trừng trong tình huống đó. Thì nếu mà hạ gục Starfall là Violet cũng đi luôn, bởi vì anh ta cũng đâu còn đường về nữa đâu. Mà quả là quyết định sai lầm của Prince, nó khiến cho Sài Gòn Joker bị đổi lỗ. Nhưng trước đó là thanh niên sư bị bắt lại. Anh ta đứng B về, anh ta bị Violet bắt, một tình huống cũng khá là tinh quái của Violet, khiến nhà sư phải nằm xuống. Bây giờ là 9-8 nghiêng vào bên phía của Foolish, họ hơn một bùa rồng. Tôi đang nghĩ phần nào họ đang có lợi thế, và đặc biệt là bây giờ Violet thôi, quá khỏe luôn. Bây giờ cái giáp màu Uamog nó đã tăng cho bạn cái khả năng hồi phục cực kỳ lớn rồi. Bây giờ chỉ cần thoát ra khỏi giao tranh 5 giây thôi là Dr. Mundo hồi lại lượng máu như chưa bao giờ được hồi. Bây giờ anh ta cứ lao vào quẩy, sau đó bật chiêu cuối, sau đó chạy ra ngoài. Một lúc sau chắc chắn là đầy máu, quay lại quẩy tiếp. Bình thường là anh ta đã hồi 29 máu một giây từ cái giáp máu của móc. Mà anh ta bước ra khỏi giao tranh là nó tăng lên thành quá 88. Trời 80 mấy lần. Còn bây giờ là Sai bị giữ lại. Nidwater lao vào, sư lao vào, có chiêu cuối của Safety. Tôi đang thấy những tình huống đi lẻ rất nhiều. Lắc là bạn không có đi lẻ, đi lẻ và lắc là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Và Sai vừa rồi đi lẻ, nó dẫn tới việc Sài Gòn Joker đang tấn công Baron. Có mắt của Foolish trong đó, nhưng nó vừa bị phá xong. Kia ở phía ngoài, cấp 11 đấu cấp 11.
Tờ Su đang ra ngăn chặn và họ quay qua tấn công, họ tấn công một kia qua là rất chính xác. Họ dồn sát thương vào ta, anh ta đã phải nằm xuống. Bây giờ Tờ Su bật chiêu cuối lên, bài vàng vào Violet. Tạc Tà Rết bắn bao nhiêu mới đủ trong tình huống này, đối phương có tới 4 người, 5 người và Tạc Tà Rết có được một điểm hạ gục nhưng đi bụi ngay lập tức. Một trận đấu là tạm dừng. Và đúng là đi bụi theo đúng nghĩa. Khi mà trận anh ta vừa nằm xuống trong trận đấu thì trận đấu đã phải tạm dừng, không biết là từ sự cố từ bên nào. Nhưng đó là một tình huống mà bên phía của Saigon Joker rất thông minh, những tình huống tràn ra đấy, họ chọn vị trí rất chuẩn xác. Họ chọn Kikabua. Họ chọn Kikabua mà mặc dù vị trí của Violet anh ta đứng ngay cạnh nhưng mà làm được gì, bởi vì sát thương của Mundo là sát thương một mục tiêu, anh ta bật cái W lên thì cũng chả đốt được thêm một tí nào cả. Mundo đúng là mạnh, khả năng chống chịu mạnh thật, nhưng cái khả năng gọi là gây bảo vệ và bảo vệ và ngăn chặn, nếu như so với Maokai bạn không thể nào làm được. Mundo chỉ có cái một cái CC nhẹ, gọi là CC mềm thôi, rất là làm chậm mà thôi. Trong khi đó Maokai có giữ chân, Maokai có hấp ngược trở lại. Mundo chỉ tốt ví dụ như đội hình đối phương kiểu như là để xem Shinra, Serat, Lucian trong những tình huống thanh trừng, anh ta có thể lấy thân mình ra đỡ những kỹ năng định hướng của đối phương thì đúng là hoàn toàn luôn. Nhưng mà khi đối phương là những người mà ào vào như thế này, anh ta chẳng có cách nào để ngăn chặn cả, anh ta chỉ là một cái bức tường di động chạy qua chạy lại để nghe. Nó kiểu như anh ta là một Brom mà chỉ có che được như vậy thôi chứ không làm được gì cả. Thậm chí là anh ta còn không che hết được. Ví dụ như trong những tình huống mà chiêu thức trên diện rộng làm sao che. Vậy là phải mua cái thuốc biến to lên tên cứng cáp, cái dược phẩm cứng cáp đấy thì nó sẽ cho anh ta che sướng hơn. Che sướng hơn với cả cái khoảng đằng sau lưng nữa thì anh ta khi mà đi di chuyển như vậy thì đồng đội sẽ tăng tốc độ di chuyển đằng sau anh ta. Thì đấy là một cái dược phẩm ở vị trí của Violet có thể mua ngay lúc này để khi mà anh ta chạy thì đồng đội cũng được hưởng sái một tí. Chứ còn lúc này thì vị trí của King of War trong tình huống vừa rồi coi như là vô vọng luôn. Mundo mà chạy đâu biết đội hình của Fullest còn ai không. Anh ta chạy vào giao tranh hả? Chạy vào giao tranh. Chạy vào giao tranh. Tức là dắt đồng đội mình sau lưng để chạy vào giao tranh. Không, nghĩa là bây giờ anh ta chạy vào giao tranh nhưng mà đồng đội người ta chạy hướng ngược lại để đi vào cái đường tăng tốc độ thì dính được một tí tốc độ sẽ chạy ngược về. Đấy là cái cách ở vị trí của Violet để giúp đồng đội của mình. Chứ thực sự là tôi thấy bây giờ là anh ta lên thực ra tôi nghĩ là cái giáp máu Warmog không thực sự tốt lắm ở thời điểm tại. Nếu mà anh ta có cái khiên băng Radun thì nó sẽ hợp lý hơn, hoặc là dây chuyền Iron Story vừa tăng khả năng chống chịu với đồng đội của mình thì vừa giúp bạn. Cái này chỉ giúp bản thân anh ta thôi, hai cái giáp này chỉ giúp cho bản thân của Violet khỏe nhưng không giúp được gì cho đồng đội của anh ta cả. Cũng đúng, mà chắc là anh ta sẽ phải lên sau thôi chứ bây giờ cũng không. Chắc là anh ta thấy rằng mình có cái giày Ninja Tabi là nó đã giảm rất nhiều lượng sát thương đến từ bên phía của Saigon Joker rồi. 10% sát thương vật lý. Những cái đòn đánh của Lovida cũng là tính là đòn đánh thường, nó cũng sẽ bị giảm sức mạnh lại. Rồi Prince hiện tại chưa có cung xanh và lượng sát thương ta cũng không nhiều. Nhưng mà vấn đề là như đã nói, Mundo khó mà hiệu quả lắm, bởi vì đơn giản là trong một pha giao tranh tôi nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại Saigon Joker nói thẳng là không cần Violet, không cần quan tâm Violet làm cái gì cả. Bỏ qua luôn. Làm cái gì cả, trừ khi nào mà họ đã có lợi thế, ví dụ như là truy đuổi hoặc là đánh nhau hơn người thì họ mới có lợi thế ở vị trí Mundo. Mà nó còn bây giờ bước vào giao tranh 5 năm, thậm chí chúng ta thấy hồi nãy có một tình huống mà Kiwa dọng đại địa chấn vào, Violet chỉ có thể đứng ngoài và ném dao phay của mình vào thôi chứ anh ta chẳng làm được gì thêm trong những tình huống đó cả. Nó khó lắm. Vâng, đúng, thực sự là khó thật, bởi vì cái dao phay của anh ta trong những tình huống giao tranh mà có cả quân lính nữa thì tôi đố anh ta ném được 10 cái trúng cả tướng cả 10. Và không trúng tướng thì coi như Violet không có tác dụng gì cả. Đúng. Anh ta đốt và anh ta sử dụng cái đòn đánh tay của mình khi mà anh ta bật kỹ năng E lên thì cái đòn đánh tay thì đúng là cũng đau. Nhưng vấn đề là cái khả năng tiếp cận của anh ta là quá yếu và anh ta cũng không làm gì được. Khi mà lên đồ như thế này, anh ta lên giáp lửa để tăng sát thương, tăng sát thương, rồi lên khiên băng Radun làm chậm đối phương, đúng là như vậy, lên tim băng làm giảm tốc độ đánh của đối phương. Đồ mà lên tim băng thì chắc đồng đội chửi không ghê nữa thôi. Tôi chỉ nói đùa thế thôi, nhưng mà thực ra anh ta hoàn toàn có thể lên tim băng chỉ để lấy cái tốc là cái làm giảm tốc độ đánh của đối phương mà thôi, chứ còn cái phần năng lượng thì thôi bỏ qua đi. Nhưng mà thời gian hồi chiêu nữa đấy, trừ cái vấn đề là nó cộng thêm năng lượng ra thì vị trí của Mundo hoàn toàn có thể lên team băng, rất nhiều tác dụng. Bây giờ thì Fullest sẽ phải làm cái gì đây, và câu trả lời là nó không có gì để làm cả. Nếu mà nó làm mạng, thực ra là tôi vừa nhận được một thông tin, đấy là Fullest đã làm rồi, họ đã đầu hàng do không thể nào tiếp tục trận đấu này được nữa, do lý do thì thực ra chúng ta phải chấp nhận mà thôi. Tôi đây là tin tức chính thức đến từ ban tổ chức là Fullest đã chấp nhận đầu hàng trong trận thi đấu này và Saigon Joker sẽ là đội giành trọn vẹn 3 điểm trong cặp đấu đầu tiên này. Vô cùng đáng tiếc, chúng tôi cũng vô cùng đáng tiếc khi mà trận đấu nó lại kết thúc theo một cách như thế này. Đáng hay,
Rõ ràng ở đây là một trận đấu đang hay, nhưng nó đã phải kết thúc với những lý do mà chúng tôi và cả mọi người đều không kiểm soát được cả. Và như vậy là sao hữu cơ? Đánh tốt trận 1, may mắn trận 2, giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày khai mạc của CBL 2015 mùa xuân. Xin chúc mừng họ và xin chia buồn với lại Fulis. Hy vọng rằng họ sẽ không gặp lại vấn đề này trong khoảng thời gian tiếp theo. Ngày hôm nay bảng này vẫn còn một trận đấu nữa. Hai cái tên vô cùng xa lạ đó là team FedRabbit và Jakarta Juggernaut sẽ là những đội đánh cặp BO2 tiếp theo. Và hy vọng là các bạn sẽ theo dõi để xem 10 gương mặt này là những ai và họ có thể làm được những gì ở tại CBL 2015 này.